Xin chào anh em quay trở lại với Cá.com. Và như anh em biết đấy, thì trong thời điểm hiện tại, cái nhu cầu của BBC đã tăng dần đều rồi. Bởi vì là sắp tới là năm học mới rồi đúng không? Nên là nhiều anh em đang mong muốn tìm một chiếc CPU để BBC cho chính mình. Không chỉ dùng cho năm nay, mà còn năm sau và năm sau nữa. Không phải là một chiếc i3 cơ bản với 4x8 luồng, mà là một cái gì đó cao cấp hơn, đỉnh hơn và ngon nghẻ hơn. Vậy thì hãy tìm, cùng nhau tìm chiếc CPU ngon nhất trong tầm giá 5 triệu nhé. Thì trong tầm giá 5 triệu, nếu mà anh em muốn mua một chiếc CPU mới, bảo hành full phiếc, đầy đủ, không thiếu gì cả, thì chúng ta sẽ có 3 lựa chọn như sau. Đầu tiên đó chính là chiếc CPU i5-12400 với mức giá là 4,5 triệu anh em nhé. Em này là một em 6x12 luồng với chiếc card onboard HD Graphics 730. Kế tiếp theo nữa, tăng giá khoảng tầm 500.000 lên, chúng ta sẽ có chiếc Ryzen 7 5700X. Em này thì sẽ có tổng cộng là 8x16 luồng nhưng sẽ bị hụt mất về cả onboard anh em ạ. Và nếu mà anh em cộng thêm khoảng tầm 400.000 nữa thì chúng ta sẽ được một lựa chọn cao cấp hơn, đó là chiếc CPU i5-13400F. Em này thì sẽ có tổng cộng là 6xP, 4xE cộng thêm với cả tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? 12 hay 14 nhân nhỉ? Nói chung là rất nhiều gọi là luồng không? Nhưng chúng ta sẽ bị mất đó chính là cả onboard. Vậy thì liệu rằng chiếc CPU nào trong đây mới là chiếc CPU ngon nhất? Liệu rằng chúng ta bỏ thêm 400.000, 500.000 có đáng với mức tiền chúng ta bỏ ra hay không? Hãy cùng tìm hiểu vào bài test sau nhá. Thì bài test là sẽ là gì? Thì mình sẽ test CPU với cả chiếc đầu tiên là 16GB. Đó, 16GB bây giờ là quá cơ bản rồi. Em này là em Delta R, là T-Force anh em ạ. Anh có thể mua kit RAM này cực kỳ là giá rẻ và hiệu năng cao. Em này là 3600 CL18 anh em nhé. Và mình sẽ cắm kèm với cả chiếc card, đó chính là chiếc card RTX 4080 đến từ nhà Nvidia. Anh em có thể chơi thoải mái với chiếc card này ở độ phân giải 2K, Full HD và 4K. Nhưng do đây là bài test CPU, thế nên mình sẽ test ở độ phân giải là Full HD với mức setting thấp hơn một chút để thể hiện rõ được cái sự cách biệt giữa những CPU này. Tất nhiên, đấy không phải là một cái setting mà anh em thường sử dụng. Thường anh em sẽ sử dụng với chiếc card này, chiếc CPU này ở độ phân giải 2K, 4K ở mức setting cao, chứ không phải như mình test. Nhưng mà tất nhiên, để thể hiện được cái sự khác biệt thì mình phải test như vậy thôi. Và nếu mà anh em tăng setting lên, tăng độ phân giải lên thì anh em chỉ cần biết rằng những CPU, khoảng cách CPU sẽ bị rút gọn lại anh em nhé. Rồi, hãy cùng xem bài test nào. Khi mà mình test Borderlands 3 thì chúng ta có thể thấy chiếc Ryzen 7 5700X có một mức FPS cao hơn là 172 khi mà so với cả chiếc 13400 là chỉ có 160 thôi anh em ạ. Tức là ở trong bài test này thì chiếc Ryzen 7 chúng ta đã chiến thắng khoảng tầm 7%. Sau đấy chúng ta sẽ có CSGO ở mức setting là low. Khi này thì thực sự mà nói, hai chiếc CPU Ryzen 7 và chiếc i5-13400F của chúng ta là ngang nhau về mức FPS. Mà mình thấy khá là thất vọng ở chiếc 12400 ở trong bài test này khi mà mức FPS của nó thấp hơn hẳn so với cả hai chiếc CPU còn lại. Nhưng tất nhiên, mức FPS 500, 600, 700 là quá cao so với cả một tựa game mà chúng ta đang cần nhiều FPS. Tầm đấy thì anh em không thể nào mà phân biệt được cái sự khác biệt giữa 500 và 700 FPS mà đâu. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có Cyberpunk 2077 ở mức setting là low. Thì khi này có thể nói là chip Intel đã chiến thắng toàn tập so với cả chiếc AMD anh em ạ. Có vẻ như vì hiệu năng đơn nhân là cái thế mạnh của chiếc CPU Intel dẫn tới việc chiến thắng trong tựa game Cyberpunk này. Và điều tương tự cũng xảy ra ở tựa game F122. Khi này thì mức FPS của hai chiếc CPU Intel là 264 và 276, trong khi chiếc Ryzen chỉ có 259 mà thôi. Khoảng cách không quá lớn nhưng vẫn là một sự thua cuộc với cả CPU AMD. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ có Far Cry 6. Thì trong bài test này, những cái FPS của ba CPU này gần như là ngang bằng nhau. Mặc dù trong tựa game này các màn hình chưa được sử dụng hết, có vẻ như là chiếc tựa game này tối ưu khá cho với cả bất kỳ con CPU nào. Sau đấy chúng ta sẽ có đó chính là Final Fantasy 14. Thì trong cái bài test này chúng ta có thể thấy rằng là CPU AMD chiến thắng toàn tập luôn. Có vẻ như Final Fantasy ưu tiên những cái nhân thực, số lượng nhân mạnh hoàn toàn của Ryzen 7 5700X của chúng ta nằm ở chỗ vị trí này. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ có GTA 5 thì có thể thấy rằng là ba CPU
hiệu nằm ngang vào nhau. Ở trong LL thì sẽ có Ryzen 7 chiến thắng hoàn toàn ở khoảng cách là 22% anh em nhé. Trong Guardian Galaxy thì AMD thua một chút, đã chỉ còn có 97% so với cả chiếc CPU i5-13400F mà thôi. Và cuối cùng là Shadow of Tomb Raider lại là một chiến thắng nữa đối với cả Ryzen 7, khi mà FPS của nó là 184 trong khi FPS của 13400F là 164 anh em ạ. Vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây là CPU AMD có một vài tựa game thua nhưng có rất nhiều tựa game thắng vô cùng. Có thể lý do là tại sao? Thì đầu tiên nhá, đó chính là cấu trúc P và E của CPU i5-13400 có khả năng là vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn với cả những tựa game trong thời điểm hiện tại. Và một điều nữa đó chính là delay anh em ạ. Gần đây thì có rất nhiều người đã nhận thấy rằng là khi mà anh em sử dụng chiếc CPU có cấu trúc nhân hybrid này, tức là nhân P và nhân E, thì bị delay khá cao khi sử dụng Windows và các tác vụ chơi game. Bởi vì khi đó cái stress detector khả năng cao nhá, cái này không phải là fact chứ không phải là sự thật nhá, nhưng mà theo những gì mình suy đoán ấy, khả năng cao do cái thread director của Intel nó chưa đủ chuẩn và nó bị như kiểu là khi mà anh em bật một cái app gì đó hay là bật một cái gì đó, nó vẫn chưa quyết định được, nó mất một khoảng thời gian ngắn ngắn để quyết định ra là ok, cái ứng dụng này nên đẩy vào nhân P hay đẩy vào nhân E, dẫn tới việc là chúng ta chơi game hay chúng ta sử dụng Windows bình thường ấy sẽ có một chút delay, dẫn tới ảnh hưởng một tí tí về hiệu năng thôi. Và cuối cùng có thể nói đó chính là mình thực sự khá là thất vọng khi mà chiếc CPU i5-13400F không đạt được mức hiệu năng cao vượt bậc hơn so với tất cả những CPU này. Mặc dù là có 6 nhân P và 4 nhân E, thế mà 4 nhân E nhá, thế mà khoảng cách so với cả chiếc 12400 không là nhiều. Theo những gì mình so sánh ấy thì nó chỉ cao hơn, tức là chiếc 12400 khi mà chơi game chỉ thua có 4% so với cả chiếc 13400F mà thôi. Và chiếc 5700X này cao hơn tận 10% khi mà so sánh với cả 13400F. Khá là ấn tượng đúng không anh em? Nhưng có một cái vị thế đó, chiến thắng của chiếc 13400F đó chính là về làm việc anh em ạ. Khi mà mình test ở Cinebench R23 thì ở điểm đơn nhân có vẻ như Ryzen 7 thua hoàn toàn so với cả hai chiếc CPU này. Đơn giản bởi vì là nó là một cấu trúc cũ, gen cũ mà. Cho nên là làm sao mà chiến thắng được với cả thế hệ 12 và thế hệ 13 của Intel được đúng không? Khi đấy thì hiệu năng đơn nhân của Ryzen 7 sẽ là 1515, còn hiệu năng đa nhân hiệu năng đơn nhân của 12400 là 1621 và của 13400 là 1757, cao hơn rất nhiều. Còn khi mà mình test về multi core thì sao? Khi này thì chiếc CPU với 8 nhân 8 16 luồng thực sự đã rút gọn là khoảng cách. Tức là khi này em Ryzen 7 5700X của chúng ta sẽ đạt được là 13821, trong khi chiếc 13400 thì đạt là 15539. Chiếc 12400 thường của chúng ta này sẽ bị đuối một chút ở mức điểm là 11955, tức là thua khoảng tầm 23% so với cả chiếc 13400 anh em ạ. Nhưng nếu mà về làm việc thực sự thì sao? Trong Blender thì chúng ta có thể thấy rằng là hai chiếc CPU Ryzen 7 và chiếc i5-13400F là bằng nhau về hiệu năng, tức là hai em này cũng rơi khoảng tầm 206.48 và em này là 0.48, còn em này là 0.33 nhá. Còn chiếc 12400 thì thua hơn một chút, là điểm chỉ có 161 mà thôi, tức là thua khoảng tầm 12%. Ở trong Corona thì chúng ta sẽ có sao? Corona thì đã thể hiện được rõ cái khoảng cách giữa 12400 và 13400 rồi anh em ạ. 12400 thì chỉ đạt được có là 3.772.267 Ray, trong khi chiếc 13400 đạt được là 4.785.737 Ray anh em ạ. Tức là còn chiếc CPU Ryzen 7 này thì thua chỉ có 7% mà thôi. Còn nếu mà anh em sang những ví dụ như là Photoshop, Premiere Pro thì sao? Nếu mà anh em test Photoshop, anh em bật máy lên, cài Windows xong anh em bật lên thì khoảng cách giữa chiếc CPU i3-12400 và những con này khá là nhiều đấy anh em ạ. Ở trong Photoshop thì em i3-12400 sẽ đạt được là 921 điểm, còn em Ryzen 7 thì đạt được là 1031, còn đến 13400 ấy thì đạt được là 11005. Đó, còn nếu mà anh em ở dòng Premiere Pro ấy thì em 12400 này thua cực kỳ là nhiều luôn. Nó chỉ có 745 điểm mà thôi, trong khi chiếc Ryzen này thì đạt được là 909, còn chiếc i5-13400 thì đạt được là 933. Nhưng có một điều thế mạnh của chiếc 12400 này, đó chính là card onboard.
Nếu mà anh em cài Windows, anh em bật máy mà quên mất không bật ở trong BIOS ấy, thì chúng ta sẽ bị disable cái cài onboard này, dẫn tới hiệu năng của Premiere và Photoshop giảm đi rất là nhiều. Khi mình bật cài onboard lên thì Photoshop đã tăng lên tận là 62 điểm, tức là lên là 983, nhưng mà vẫn chưa chiến thắng được với cả CPU Ryzen 7. Còn khi mà mình dùng Premiere Pro ấy, mình bật cài onboard lên ấy, thì tăng từ 745 lên là 914, nhưng vẫn chưa chiến thắng được với cả Ryzen 7 và 13400F anh em ạ. Khi mà so sánh như này ấy, thì chiếc CPU i5 của chúng ta, i5 12400 chúng ta thua tận 11% khi mà so sánh với cả chiếc CPU kia. Và Premiere thì khi mà kể cả bật cả onboard lên thì chiếc CPU i5 12400 vẫn thua khoảng tầm 18% so với cả chiếc i5 13400F anh em ạ. Vậy thì kết luận là gì? Thực sự mà nói, mình cảm thấy chưa tự hào lắm về chiếc 13400. Rõ ràng nó có nhiều nhân hơn, và mình cảm thấy khá là ấn tượng khi một chiếc CPU cũ như này với mức giá thấp như này, mà đặc biệt anh em mua được rất nhiều mainboard cũ với mức giá rẻ, hiệu năng cao nhá. Chiếc CPU này mình đảm bảo dù kể cả anh em có gắn một con mainboard A320, một con mainboard bây giờ chắc mua ngoài thị trường chỉ có 400.000, 500.000, 600.000 đấy, anh em có thể chạy chiếc CPU này ở mức xung cao nhất, không có vấn đề gì cả. Và nếu mà anh em thích ý, thì anh em có thể tinh chỉnh được động cơ, tức là mình có thể ép xung được con CPU này với bất kỳ chiếc, không phải main A20 nha, không phải main 20 nha, nhưng bất kỳ chiếc main 50 và 70 nào để có thể tăng hiệu năng lên khoảng tầm 10% nữa. Mình đang bật con này một cách base luôn, cực kỳ là base luôn, mình cứ cắm lên và mình chạy thôi và mình đạt được con số như này. Và với cái kinh nghiệm của mình ý, mình chỉ cần dành thêm khoảng tầm 10-15 phút nữa thôi ý, mình có thể tune con này lên cao hơn nữa và đạt mức hiệu năng cao hơn để so sánh với cả chiếc CPU i5-12400 và i5 này. Đó, thoải mái vô cùng luôn. Còn nói chung là ý, CPU ngon nhất thì mình nghĩ rằng cân bố về hiệu năng và giá tiền mainboard cộng CPU ý, thì mình nghĩ rằng em Ryzen 7 5700X này hoàn toàn ok. Hiệu năng chơi game ngang bằng với cả 13400 và thua về làm việc khoảng tầm 50% gì đấy so với cả chiếc này. Nhưng mà đa số anh em không có làm việc đúng không? Mà kể cả có 10% ý, thì nhiều anh em cũng không nhận thấy đâu. Chẳng hạn ví dụ như là thay là render 10 phút thì anh em sẽ render 9 phút. Thay vì render 10 giây thì anh em sẽ render 9 giây. Nó không khác quá là nhiều. Còn nếu mà anh em vẫn hứng thú, nếu anh em vẫn đang giữ chiếc CPU i5-12400 ấy, thì hoàn toàn không cần phải nâng cấp đâu nhá. 13400 không phải là sự nâng cấp hoàn hảo, nó cũng chả phải là một cái gì đó quá là kinh khủng cả. 4x P thế mà vẫn chỉ khoảng cách khoảng tầm có 10% thôi, không quá là nhiều đúng không anh em? Đó, vậy thì nếu mà anh em hứng thú ấy, thì mình sẽ để đường link của những em CPU này ở dưới anh em nhá. Còn nếu mà anh em thấy video này hay và hấp dẫn thì bấm like và subscribe nhờ. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em ở video sau nhá.